Hãy nhìn vào những bức ảnh này nào. Ban đầu, chúng khác nhau hoàn toàn, nhưng thực ra các bức ảnh ấy lại có chung một điều gì đó bí ẩn. Và chính chi tiết nhỏ ấy đã gây hoang mang cho các sử gia trên toàn thế giới trong nhiều năm. Tất cả bắt đầu tại đế quốc Nga hơn 100 năm trước. Lúc ấy, thuật nhiếp ảnh đã tồn tại nên cũng không có gì đặc biệt nếu có ai đó chụp ảnh hàng loạt những tòa nhà lịch sử. Sau đó, nhiều bức trong số ấy được dùng làm bưu thiếp và áp phích, và chẳng ai nói một lời nào về việc những bức ảnh ấy có gì đó kỳ lạ. Mọi chuyện vẫn bình lặng cho đến dạo gần đây. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ thành phố Krasnoyarsk, Siberia đã thấy bóng dáng nhỏ bé nào đó đã có mặt trong khoảng 20 bức ảnh của những tòa nhà địa phương. Ở một số bức, người này gần như vô hình trên nền. Nhưng ở những bức ảnh khác, hình bóng ấy lại xuất hiện rõ hơn. Các nhà nghiên cứu đã quyết định điều tra và sẽ sớm cải thiện chất lượng hình ảnh đến mức hình người đó trở nên khá chi tiết hơn. Đó là một cô bé khoảng 10 tuổi, luôn mặc cùng một bộ quần áo và đứng cùng một tư thế trong các bức ảnh. Cô bé mặc một chiếc áo choàng màu trắng, đội mũ rộng vành và khoe bím tóc dài luôn vắt sang bên vai trái. Nhưng điều bất ngờ nhất hay hắc ám nhất đó là cô bé không bao giờ cười. Có thể điều này không đặc biệt gì cả, chỉ là loạt ảnh đến từ kho lưu trữ của một gia đình nào đó. Nhưng vào đầu thế kỷ 20, nhiếp ảnh vẫn là một sở thích đắt đỏ và chỉ những người giàu mới theo được. Quần áo của cô bé cũng cho thấy rất nhiều. Bé gái ăn mặc như một tiểu thư, cả mũ và ô mà bé cầm trên tay đều là những phụ kiện tiêu biểu cho giới thượng lưu thời đó. Lúc ấy, giới quý tộc Nga khá nổi tiếng, họ xuất hiện tại các sự kiện xã hội và tự tạo tên tuổi cho mình trong giới thượng lưu. Đó là lý do tại sao bạn có thể tìm thấy thông tin về bất kỳ ai trong số họ nếu tìm hiểu kỹ. Nhưng thật kỳ lạ, không có thông tin gì về cô bé hoặc về người đã chụp những bức ảnh này của bé. Năm 2016, các nhà nghiên cứu tìm thấy cô bé trong ảnh đã nhờ cộng đồng mạng xác định danh tính của em. Vì rõ ràng là cô bé xuất thân từ một gia đình giàu có, nên có thể em và cha mẹ mình đã chạy trốn khỏi đế quốc Nga khi các nhà quân chủ bắt đầu gặp khó khăn. Nhiều người trong số đó đã dùng tiền và mối quan hệ để trốn sang châu Âu hoặc Mỹ. Vì vậy, có khả năng là ai đó từ những vùng này sẽ nhận ra cô bé. Nhưng không có ai cả. Được mệnh danh là cô gái ma vì câu chuyện bí ẩn và vẻ ngoài ma quái của mình, cô bé tiếp tục ám ảnh các sử gia trên toàn thế giới. Thứ khiến vấn đề này trở nên tệ hơn đó là hầu hết các bức ảnh đều không có tên, chỉ một vài bức có chứa những ký tự tắt khó hiểu đó là FEA. Các nhà nghiên cứu đã tìm tòi trong những lưu trữ, nhưng họ vẫn chẳng tìm thấy ai là người có đủ khả năng là chủ nhân số ảnh ấy. Giả thuyết phổ biến nhất cho rằng cô bé là con gái của nhiếp ảnh gia vì em xuất hiện trong rất nhiều bức ảnh. Ban đầu, người ta cũng tin rằng tất cả các bức ảnh được chụp trong cùng một ngày vì cô gái ma mặc quần áo và dùng các phụ kiện giống nhau. Tuy nhiên sau này, giả thuyết ấy đã bị bác bỏ. Nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy cô bé mang tất và giày khác nhau trong nhiều bức hình. Như vậy điều này nghĩa là cô bé không được chụp ảnh trong cùng một ngày. Nhưng nếu nhiếp ảnh gia bí ẩn ấy đã chụp con gái mình, thì tại sao người này lại khiến cô bé mờ nhạt như vậy? Không ai nhìn thấy cô bé trước khi những bức ảnh chất lượng cao được rửa ra, bởi vì em cực kỳ nhỏ bé khi so sánh với những bối cảnh lớn đằng sau. Rõ ràng là nhiếp ảnh gia đã cố chụp các tòa nhà chứ không phải con gái mình. Trên thực tế, trong một số bức ảnh, cô bé gần như vô hình. Chỉ có một số ít là có cảnh cô đứng gần trung tâm bức ảnh. Dù thế thì cô bé vẫn không phải là tâm điểm của sự chú ý. Một số người giải thích đơn giản là vì thời đó, nhiếp ảnh là một thứ xa xỉ. Và để chụp được một bức ảnh, bạn phải đứng yên một lúc. Vì vậy, thay vì chụp cận cảnh con gái như nhiều người trong chúng ta sẽ làm ngày nay, thì nhiếp ảnh gia đã quyết định chụp cả khung cảnh xung quanh càng nhiều càng tốt. Nhiều câu hỏi cũng được đặt ra về biểu cảm khuôn mặt và tư thế của cô bé. Em luôn nhìn chằm chằm vào máy ảnh với khuôn mặt ảm đạm, cùng một tư thế, lưng thẳng, đầu hơi cúi về phía trước, hai tay cầm chiếc ô chống lên mặt đất. Theo truyền thống của người Anh, thì các nhiếp ảnh gia sẽ yêu cầu mọi người nói từ prune, chứ không phải là cheese, để tạo sự nghiêm túc và sang trọng cho khuôn mặt của họ. Mãi về sau, mỉm cười khi chụp ảnh mới trở thành xu hướng. Nhưng ở đế quốc Nga, mọi người vẫn hay mỉm cười, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, một cô bé 10 tuổi với ánh mắt gay gắt như vậy có vẻ hơi đáng sợ. Một điểm kỳ lạ nữa là cô bé dường như không lớn lên chút nào. Các nhà nghiên cứu khác chắc chắn rằng những bức ảnh được chụp từ năm 1906 đến 1908, khoảng 2 hoặc 3 năm.
Trẻ em phát triển khá nhanh ở độ tuổi này, nhưng cô gái Ma chỉ hơi thay đổi phong cách, còn lại, vẻ ngoài của cô vẫn y nguyên. Câu trả lời khả thi duy nhất đó là những bức ảnh được chụp trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều. Một số người thậm chí còn cho rằng cô bé không phải là thật. Một bé gái mặc đồ trắng và không có tên, không bao giờ là trung tâm của bất kỳ bức tranh nào, đúng là một bóng ma. Có lẽ cô bé thực sự là một con ma ám ảnh nhà nhiếp ảnh bí ẩn. Nhưng không, ít nhất việc thay đổi quần áo của bé đã nói lên điều đó. Chắc không con ma nào có tủ quần áo đa dạng vậy đâu. Ngoài ra, đôi khi cô bé còn đứng cạnh những đứa trẻ khác. Trong một bức ảnh, bé chạm vào vai một cậu bé và có ba đứa trẻ trông rất tội nghiệp khác đứng ở gần đó. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào má ảnh cùng với một biểu cảm dữ tợn. Ở một ảnh khác, có một bé gái mặc áo choàng trắng quay đầu về phía cô gái ma. Hẳn là em đã quay đầu khi được chụp vì khuôn mặt bị nhòe. Tuy nhiên, bé gái ủ rột lại không chú ý đến người bên cạnh. Và câu hỏi cuối cùng là, chuyện gì đã xảy ra với cô bé và nhà nhiếp ảnh? Những bức ảnh hiển nhiên là một phần trong bộ sưu tập, nhưng khi được tìm thấy và thu thập lại thì chúng đến từ các nguồn hoàn toàn khác nhau. Một số được một nhà sưu tập tư quyên góp, trong khi những ảnh khác được lưu giữ trong nhiều kho lưu trữ và bộ sưu tập khác nhau. Thật khó để xác định nguồn gốc vì những bức ảnh này đã nổi tiếng trong thế kỷ 20. Chúng được in trên những tấm bưu thiếp và áp phích để giới thiệu thành phố Krasnoyarsk cùng nhiều địa danh ở đây. Với sự phân tán rộng rãi như vậy nhưng lại thiếu đi luật bản quyền rõ ràng nên chúng ta không thể xác định được nguồn gốc của những bức ảnh này. Và ngay cả ngày nay, sau nhiều năm tìm kiếm, chúng ta vẫn không có một manh mối nào về nguồn gốc của cô gái ma bí ẩn kia. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia vào cuộc điều tra, nhưng không ai biết được gì về gia đình của cô bé. Thử tìm hiểu đi, biết đâu bạn sẽ là người đầu tiên làm sáng tỏ bí ẩn tuyệt vời này thì sao? Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức, luôn đồng hành với Soi Sáng nhé!